Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị, chào tất cả các bác, các chú yêu đĩa lan trên mọi miền tổ quốc. Nhưng mà cái dòng đĩa lan này thì em nghĩ là chắc là chỉ các bác ở miền Trung, từ Huế lạc ra miền Bắc thì quan tâm nhiều hơn. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cái cây, đó chính là cây đĩa lan thanh lùn rừng. Đấy. Thanh lùn rừng. Bởi vì cái cây này là nó là một cái cây có từ rất lâu rồi. Đấy, những cái này nó cũng rất là đẹp. Đây là một cái chậu mà được 6 thân. Cả thân kẽ gọi là đầy đủ thì gọi là 6 thân. Hai cần hoa, nhưng năm nay do thời tiết không được ấy lắm nên là cái vấn đề là nụ là nó cũng không lớn được. Hoa nó cũng chưa được đạt thực sự đẹp. Đấy, nhưng mà cái cây thanh lùn rừng này năm nay là nở này, nó cũng hơi thấp hơn so với mọi năm. Chứ mỗi năm nở hoa cao hơn một chút thì nó thoát cần hơn, đẹp hơn. Đấy, thì em cũng quay giới thiệu đến mọi người cây đĩa lan thanh lùn rừng thôi. Sang năm nở đẹp hơn thì em chắc chắn là sẽ quay trở lại những cái video khác đẹp hơn để giới thiệu đến mọi người cái cây đĩa lan thanh lùn rừng này. Nó là một cây rất là đẹp. Hoa màu xanh. Thân lá nhỏ. Rất là đẹp. Dáng lá gọi là trường diệp. Đấy. Trường diệp. Dáng lá bình diệp là dáng lá xòe ngang này. Đấy, bình diệp. Huyền diệp là võng xuống, bình diệp là ngang, trường diệp là hơi cao lên, trực diệp là thẳng. Đấy, thường là em nghe các bác chơi lan trước rồi nói như vậy thì em cũng học theo rồi. Thì em giới thiệu các anh chị hôm nay đến cái đây là cái cây đĩa lan thanh lùn rừng. Ngoài ra nó có nhiều cái tên khác, ví dụ như thanh cảnh nhật hay là nhật nguyệt thầm kiếm, hay là nhìn chung nó có khá nhiều tên, em cũng hiện giờ không nhớ chính xác cái bao tên này, nhưng nó đâu đó khoảng có 5-6 tên em sẽ nói về sau. Thanh lùn rừng, thanh cảnh nhật này, rồi thì gì đó. Thôi em cứ xin phép giới thiệu cây trước đã, tí nhớ hoặc lúc nào nhớ thì em sẽ ghi vào video ở phần mô tả hoặc trên website anh chị nhá. Thì đây là cái cây thanh lùn rừng. Thì những cái cây đột biến vàng tuyền, xanh tuyền này thì xanh vàng thì nó là luôn luôn là thân mầm là xanh sạch. Củ của cây này nó là dòng nhỏ, nên là củ nó nhỏ thôi, không to. Theo những cái củ ở đây có hiện tại thì củ nó cao khoảng từ 2 đến 3cm là tối đa. Đấy, nó rất là thấp đấy, anh chị nhìn thấy củ rất thấp này. Cần cái bản lá, cổ lá của nó lại dựng lên. Đấy, củ nó thì từ 2 đến 3cm là tối đa. Và nó to khoảng từ 1,5 đến 2,5cm. Củ khá tròn, đẹp. Dáng lá dựng nha anh chị nhá. Củ đây. Lá nó rất dựng này, rất dựng. Đấy, nhưng nó độ mở lá của nó rất sớm. Dựng nhưng độ mở lá lại sớm. Đấy. Không phải chỉ thân đấy không đâu nhá. Thân bên này nó cũng thế này. Đấy nhá, đây này, độ mở lá nó cũng rất là sớm đây. Độ mở lá rất sớm nhưng nó vẫn là kiểu hơi dựng lên. Đấy, dựng theo chiều gọi là trường diệp. Trực diệp này. Trường diệp đấy. Cây thanh lùn rừng này nó dòng thân lá nhỏ, lá của nó cao từ 20 đến tầm khoảng 50cm. Dạng lá dựng giống kiểu cây thanh ngọc ấy. Đấy. Dáng lá giống cây thanh ngọc, cây thanh ngọc cây phổ thông, chắc là anh chị cây nào, anh chị nào trên địa lan nó chắc có đúng không ạ? Đấy, thì cây này nó là như này. Đây là tổng thể dáng lá của cây thanh lùn rừng. Cũng như là thanh cách nhật. Đấy, nó vẫn là nó. Đấy. Hoa của nó là màu xanh vàng. Thanh màu xanh, thanh lùn, cây nhỏ, dòng nhỏ, rất là đẹp, dòng nhỏ để bao giờ nó đẹp. Cái này thì được cái là đài nó mở rất là lớn, hai đài trong nó mở rất lớn. Đấy, đây là hai cái đài trong, nó mở rất lớn, gần như mở hết, mở giống kiểu cây bướm ngọc. Đấy, thì cái này nó mở, nó cánh hơi quăn đằng sau, nhưng mọi năm thì cánh nó không quăn như này đâu. Cánh nó phẳng như là cái cánh bên trái đấy. Đấy, cánh nó phẳng. Như cây này thì đánh giá của nó là được 10 bông. Mà 10 bông thì em vẫn nói rằng dưới 10 bông thì đánh giá nó khó. Nhưng cây này năm nay do thời tiết nên là nó nở, nó cũng chưa thực sự được đạt. Khuôn hoa thì chuẩn rồi, chả lệch đâu được. Ba cánh này của nó chia đều ba hướng. Ba cánh đài ngoài của nó chia đều ba hướng, đài mở. Lưỡi cây này là hơi vẹo. Đấy, chứ nó không được lưỡi vuông. Như bên này thì gọi là lưỡi vuông này. Đấy, lưỡi phẳng, vuông.
lưỡi vuông thì em xin lỗi, không phải lưỡi vẳng, phẳng. Lưỡi phẳng nghĩa là không quận ấy. Còn lưỡi cây nào thì nó môi hoa thì cây nào nó sẽ quận như này. Đấy. Nhưng cái này lưỡi bên này, bông bên này nó lệch. Nhưng cái này là năm cánh đài của nó đều mở. Hai cánh đài trong này của nó mở rất lớn, đều là mở tự nhiên. Đấy, như cái này thế. Đấy. Nếu mà như mọi năm ấy thì cái cây này nó ôm cần nó cũng như này, nó cũng thăng hoa như này. Đấy, nó cũng thăng hoa như này, nhưng mà nó ôm cần. Cây này năm nay thì nó chưa được ôm cần lắm, bởi vì hoa năm nay chia bị rối. Cây này thì nó cũng không được tam diện hay tứ diện đâu, nhưng nó cũng là một cây chia hoa rất là đẹp, khá đều. Nhưng cái đây là nó chia hoa đây. Đấy, chị thấy không ạ? Chia hoa như này nó quay hết về một bên. Đằng sau này chẳng có gì. Đấy. Nhưng mà mình nhìn cái độ thăng hoa của nó, bông hoa, thăng hoa và cuốn cần. Là một cây rất là đẹp. Cái thanh lùa rừng hoa xanh. Nhưng mà cái là đấy, thế nên là để mà nói là nhìn một bông, hai ba bông thì không đánh giá được. Địa lan này là lan kiếm thế thôi. Đều phải nhìn nhiều bông thì chúng ta mới đánh giá là chính xác của nó, cái độ chia hoa nó đến đâu. Như cây thanh lùn rừng thì nó là một cây rất là đẹp, nhưng mà năm nay thì do thời tiết khí hậu 2020 thì nó hơi khắc nghiệt nên là hoa nó chưa được đẹp lắm. Thì em vẫn hy vọng rằng những năm sau thì sẽ có những cái video về những cái cây này để nó được đẹp hơn, để chúng ta cùng biết và tìm hiểu thêm. Chứ nói thật là với các bác là em cũng sưu tầm địa lan cũng lâu năm rồi, nhưng mà cái sự hiểu biết về nó để mà nhớ hết thì nó rất khó, bởi địa lan nó giống nhau vô cùng, cực kỳ giống nhau. Đấy, thì cái cây thanh lùn rừng thì nó cũng là một cái cây có từ lâu rồi và được rất nhiều người biết đến. Nó đẹp hơn như thế này trong thực tiễn với nhiều lần nở của em, nhưng có cái là năm nay thì em mới bắt đầu là làm thêm nhiều video thì em mới có video quay cái này, chứ mấy năm trước nở cái này đẹp lắm. Do năm nay là tình hình điều kiện là cây nó nở không được đẹp, nên là cái việc triển lãm địa lan tại Hà Đông năm nay đã bị hủy. Thì hẹn tất cả mọi người vào những năm về sau. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em sẽ cố gắng là làm tất cả những cái video với những cái cây mà nhà em có, hoặc với những cái cây mà nhà em nó nở, dù là nó kém đi chăng nữa em vẫn sẽ quay lại video để giữ lại tư liệu, để biết rằng là cái cây địa lan này nó đã là nở rồi, nhà em rồi, và em biết chính xác nó là cây gì. Cái địa lan này thì nó như cái cây thanh lùn rừng, đúng ra là nó sẽ bớt đi một bông, nó sẽ cao hơn, cần nó cao hơn thì nó không bị như này, nó bị nở như này, đâm ra là nó bị rối. Nở như này là bị rối bởi vì nó thấp quá, nở thấp quá, nó phải thoát cần lên nên là bị tù. Đấy. Còn khi mà nó thoát cần lên thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, đúng không ạ? Khi anh chị ngắm như này, ngắm như này tự nhiên nó vướng vào mấy cái lá, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà anh chị mà nó thoát lên, nó cao lên, bắt đầu bông đầu tiên nó nở từ đây này, hoặc từ cái nụ này này, bắt đầu bông đầu tiên nở từ cái nụ này, thì chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn, nó thoát cần hơn, nhìn nó cân đối và đẹp hơn. Khi vậy thì chúng ta cho vào đây thì nó nở. Anh chị nhìn thấy cái nụ đấy không ạ? Cái nụ thấp nhất của nó đấy, đấy, nó nở tầm đấy rất là đẹp. Nhưng mà cái thì do là thời tiết thì năm nay là nó nở thì nó hơi kém. Thì em sẽ quay trở lại với những cái video cây lùn rừng này vào những năm sau. Cái nhà em thì năm nay thì hết cây được hoa rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi em và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video và những cái cây địa lan, những cây hoa lan đẹp và để giới thiệu với mọi người. Còn hương thơm của địa lan này thì nó rất là đặc biệt và đặc trưng riêng của cái cây địa lan này. Em không biết diễn tả đến như thế nào, nhưng nó là một cái cây, một cái loài lan mà có hương thơm khá là đặc biệt và không nhầm lẫn vào đâu được. Đấy, thì các bác, các chú, các anh chị ở trên địa lan này chắc cũng tìm hiểu rồi. Thì em xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các anh chị, cô chú vào những video lần sau. Xin cảm ơn.